Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục là chuyên mục hỏi đáp. 4 triệu mua máy gì chơi Genshin Impact? Realme 10 Pro Plus với Redmi Note 13 Pro, máy nào ngon hơn? Đang dùng Redmi K70 chuyên chơi game thì nâng cấp lên chiếc K70 Pro hay là Red Magic 8 Pro? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì xin anh em 30 giây quảng cáo này. Mình có bán hàng trên Shopee và cái nick của mình sẽ tên là Mobile City Media Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp này, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sáo nóng lạnh, bao rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa. Mặc định các bạn sẽ được bảo hành vàng 12 tháng tại Mobile City. Những bạn ở xa không được shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh nhá. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đến với câu hỏi đầu tiên này. 4 triệu thì mua máy nào chiến Genshin tốt à anh? Mong anh trả lời. Ok. Thì còn tùy xem là bạn mua máy cũ hay máy mới nhá. Nếu là máy mới đi, tầm giá 4 triệu để mà chiến Genshin ngon ấy, rất là ít máy, có chăng chỉ là chiếc Redmi Note 12T Pro thôi. Chiếc máy này thì khoảng tầm 4 triệu 2, phiên bản RAM thấp nhất, 8128. Hoặc là bạn chịu khó săn sale trên Shopee ấy, những cái ngày như kiểu là mùng 3 tháng 3 sắp tới thì nó sẽ được giảm giá khá là sâu nha, xuống tới 4 triệu. Và đây sẽ là chiếc máy mạnh nhất tầm giá rồi, sở hữu con chip Dimensity 8200 Ultra. Hiện tại của Genshin rất tốt, chơi cả đồ họa cao luôn. Tuy nhiên vì là mức giá rất rẻ mà lại hiệu năng cao nên là chiếc 12T Pro ấy, mình cũng nói nhiều lần rồi nhá, nó sẽ bị cắt giảm đi cái phần màn hình. Đấy, tấm nền sẽ chỉ là IPS LCD mà thôi, chất lượng hiển thị sẽ không quá đẹp đâu. Còn những trang bị còn lại là ok, thiết kế ổn này, pin trâu sạc nhanh, hai loa, camera đủ dùng cơ bản. Trường hợp thứ hai đi, nếu bạn mua máy cũ thì khi này nhá, loanh quanh tầm 4 triệu, hơn 4 triệu một chút ấy, có thể mua được chiếc Redmi Note 12 Turbo. Đấy, tất nhiên với mức giá này thì thường nhá, nó sẽ là phiên bản thấp nhất cộng với cả máy trần thôi, chứ còn full box thì hơi khó. Và khi với máy trần thì bạn sẽ phải chịu khó dùng lại sạc cũ của máy trước nhá, hoặc là mua mấy cái sạc rẻ thôi, chứ còn sạc zin theo máy cũng khá đắt nha. Và với chiếc 12 Turbo thì khỏi bàn rồi, Snapdragon 7 Plus Gen 2 quẩy Genshin rất sung này, màn hình đẹp nha, không phải tốt nhất tầm giá nhưng mà là ok rồi, ok hơn rất nhiều so với cả chiếc Redmi Note 12T Pro. Hai loa, pin trâu sạc nhanh, camera dùng cơ bản. Nói chung chiếc 12 Turbo thì bán siêu chạy tại Mobile City, có trên kênh của mình rất nhiều lần rồi. Chốt lại câu hỏi của bạn thì đấy, cân đối giúp mình hai trường hợp nha. Máy mới sẽ là chiếc Redmi Note 12T Pro này, máy cũ sẽ là chiếc Redmi Note 12 Turbo. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, tầm 5-6 triệu anh so sánh giúp em con Realme 10 Pro Plus với con Redmi Note 13 Pro, cả hai đều xách tay. Nhu cầu của em cần màn hình đẹp này, camera ngon, không cần cấu hình lắm, thi thoảng lên quân nghệ. Nếu còn lựa chọn khác thì mong anh bổ sung. Ok. Trong trường hợp này thì theo mình nhá, bạn nên chọn chiếc Redmi Note 13 Pro, tại vì cả hai tiêu chí đi, màn hình với cả camera ấy, chiếc Redmi Note 13 Pro đều sẽ hơn nha. Thứ nhất này, chất lượng hiển thị của chiếc Redmi Note 13 Pro rất ok, xuất sắc trong tầm giá, trong khi cái màn hình của chiếc Realme 10 Pro Plus ấy sẽ chỉ được cái là màn hình cong, viền mỏng thôi, chứ còn tính ra chất lượng hiển thị nó sẽ hơi kém nha. Nhất là khi các bạn vào setting này, để hiển thị với mức mặc định ấy, xấu cực kỳ luôn, màn ám đỏ rất là nhiều. Camera thì sao? Realme 10 Pro Plus được cái là cam 108 chấm nhưng mà có vẻ như cảm biến này mới quá, Realme chưa kịp tối ưu nha. Mình thấy ảnh chụp ra ấy, màu rất là dại luôn, sai màu cực kỳ nhiều. Trong khi với chiếc Note 13 Pro thì sao? Cam 200 megapixel, chất ảnh chụp rất tốt trong tầm giá luôn. Với cả hai chiếc máy này thì hiệu năng không chênh nhau quá nhiều nhá. Nhưng mà đấy, chip Snap của chiếc Redmi Note 13 Pro thì ổn định hơn, được hỗ trợ lâu dài hơn. Nên chốt lại câu hỏi của bạn thì chốt cho mình chiếc Redmi Note 13 Pro nha. Chuyển sang câu hỏi thứ ba. Em đang dùng K70 để gaming nên cố lên K70 Pro hay Red Magic 8 Pro ạ? Rồi, ở đây thì bạn không nói cụ thể là bạn đang chơi game gì nhá, tại vì mấy game nhẹ như kiểu là Liên Quân, Tốc Chiến, Free Fire, COD ấy, thì khi bạn lên chiếc K70 Pro chả khác gì cả, tại vì màn hình giống nhau, loa giống nhau, pin sạc giống nhau. Con chip 8 Gen 3 của chiếc K70 Pro ấy tuy là mạnh hơn nhưng mà đấy, khi chơi game nhẹ như kiểu là COD, PUBG, Free Fire thì Snap 8 Gen 2 của chiếc K70 cũng là quá thoải mái rồi nha. Chỉ trừ khi bạn chuyên chơi game nặng như kiểu là Genshin Impact Max Setting ấy, thì khi này hai máy mới có khác biệt nha. Nhưng mà thực sự trong trường hợp này thì mình vẫn khuyên bạn nên cố sang chiếc Red Magic 8 Pro nha. Tuy là con chip của máy sẽ chỉ là Snap 8 Gen 2 thôi, theo lý thuyết thì yếu hơn so với cả chiếc K70 Pro nhưng mà thực tế nó sẽ ngược lại nha. Red Magic 8 Pro mình vẫn thấy mạnh hơn so với cả chiếc Redmi K70 Pro. Đấy, chơi Genshin Max Setting thì FPS thẳng tắp luôn, mà nó sẽ ổn định hơn so với cả chiếc K70 Pro. Chưa kể tới nhá, với Red Magic 8 Pro thì các bạn sẽ có hai phím trigger này, chơi game mà sung sướng hơn, màn hình hiển thị phê hơn, vuốt mượt hơn, loa hay hơn, pin trâu hơn, gần như mọi thứ về chơi game ấy, chiếc Red Magic 8 Pro đều sẽ hơn nha. Chỉ trừ khi bạn dùng làm máy chính thì mới nên chọn chiếc K70 Pro mà thôi. Tại vì rõ ràng là chiếc K70 Pro thì cầm nắm thoải mái hơn này,
cộng đồng người dùng đông đảo hơn và cái phần camera thì là vượt trội so với cả chiếc Red Magic 8 Pro. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả và bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.